Xin chào tất cả các bạn đã đến với cái livestream sau cái Tết dương lịch tại trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải. Thì hiện tại là mình đang có mặt với một vị khách hàng rất là xinh đẹp luôn. Thì bé khách hàng này làm nâng nano chip aerodynamic thì size là bao nhiêu? 375 đúng không? Thì khách hàng này làm size là 375cc. Thì em có thể cho mọi người biết là trước đây ngực của mình như thế nào mà mình quyết định thay đổi mình? Trước đây ngực của em hai bên rất là nhỏ, không đều, sệ, nó hơi sệ. Cho anh hỏi là em đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình ha. Thì lúc trước là ngực bị nhỏ mà sệ, sệ nhiều không? Dạ, cũng ít. Ít thôi ha. Khi mà làm lên là nâng ngực thì bác thích hợp là trang nhẹ cho em luôn ha. Thì em có thể cho mọi người biết là trong quá trình làm thì có đau nhất hay khó chịu hơn nào? Lúc đầu làm thì khi ra mổ thì mình hơi nhức cái viêm đó thôi, qua ngày sau thì nó bớt, nó không nhức nhiều, không có đau nhiều. Không có đau nhiều ha. Thì tất nhiên là khi đụng tới dao kéo mà phải đau, nhưng mà ở cái mức mà chịu đựng được, đúng không em? Dạ. Thì em hay cho mọi người biết là trước đây cái cuộc sống của mình trước khi mà chưa nâng ngực thì em có tự ti hay là nó có gặp khó khăn gì trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng như là trong cuộc sống không? Dạ, có chứ. Em chưa bao giờ dám mặc những cái bộ lòng như vậy. Lòng body đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái lời hở ngực về là không dám mặc, tại vì tự ti bộ ngực quá. Sau khi mà trải nghiệm cái dịch vụ mà 7 ngày thì bây giờ là em có hài lòng với cái khuôn ngực của mình không? Dạ, em hài lòng nhé. Em thấy nó thay đổi như thế nào so với lúc trước? Em thấy tự tin là bây giờ mới dám mặc cái bộ lòng này, trước giờ chưa bao giờ dám mặc luôn. Chưa bao giờ dám mặc đúng không? Dạ. Thì bây giờ size nó to nhưng mà có độ lài tự nhiên ha. Dạ. Đây thì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể thấy là cái ngực rất là đẹp luôn. Đẹp không chỗ nào chê luôn nha cả nhà. Em chào bác sĩ, chào Linda nha. Xin chúc mừng chị, cảm ơn Quỳnh Anh. Ngực này mấy ngày rồi bác? Thì em có thể cho mọi người biết là ngực mình mấy ngày không em? Dạ, ngực em được 7 ngày. 7 ngày rồi ha, khách chia sẻ là làm được 7 ngày rồi nha em. Đẹp thật, cảm ơn em rất là nhiều nha Trương Hạnh. Ngực này bao nhiêu cc vậy ạ? Ngực của em là 375cc, đồng size luôn hả em? Dạ, một bên là 375, bên 355. Một bên là 375, một bên là 355. Thì cả nhà có thắc mắc tại sao là đặt lệch size như vậy không ạ? Thì do là cấu trúc của em là vốn dĩ nó là bên to bên nhỏ đúng không em? Đó, cho nên là khi mà sau khi mà tư vấn cũng như là thăm khám thì bác sĩ mới quyết định là đặt lệch size, bên là 355, một bên là 375cc. Làm ngực thì có đau không chị ạ? Một bạn hỏi là làm ngực thì có đau không? Dạ, không đau. Không đau ha. Đây, khách hàng chia sẻ làm không đau nha cả nhà. Cái này là mình nói thiệt nha. Xin chào Quỳnh Anh. Ngực nano chip thì bao nhiêu về bác sĩ? Xin chào em. Thì ngực nano chip thì hiện tại bên trung tâm thì giá là 65 triệu đồng. Nano chip aerodynamic là 80 triệu đồng. Còn ngực nano không chip là giá là 60 triệu đồng nha em. Mềm không bác sĩ? Thì mềm, bây giờ mềm chứ em? Dạ, nó còn chưa mềm gì mấy. Đây, em có thể sờ cho mọi người xem. Tại vì mới có một tuần. Mới một tuần đúng không? Nhưng mà có độ lài mềm đúng không? Thì ngực mình muốn ổn định là tầm từ 3 đến 6 tháng, nhưng mà bây giờ đã quá ok rồi. Thì khi mà thấy em sờ vào thì em có thể thấy cái độ mềm. Nó có độ lài, không cần phải massage đâu ha. Bây giờ mình có tay chân như chuyện thoải mái đúng không? Đi bằng đường gì? Thoải mái luôn. Em đi bằng đường gì? Em đi bằng đường nách. Đường nách đúng không? Bây giờ mình phải giơ tay nhẹ cho mọi người xem. Đây. Đây, cái phần ngực rất là xinh luôn nha. Chúc mừng chị, thay mặt chị này là cảm ơn em rất là nhiều nha. Chào chị, chào bác chào em nha. Dáng ngực đẹp quá, đúng rồi em, ngực rất là đẹp luôn. Nhìn xa mà thấy to như thế này là rất là xuất sắc luôn nha. Nano chip và không chip thì khác nhau chỗ nào à bác? Thì nano chip và nano không chip thì khác nhau ở chỗ là một bên có chip thì một bên là không có chip, thì nó khác nhau ở thông số là bảo hành đúng không em? Đó, thì khi mà có con chip này thì nó chỉ mắc hơn 5 triệu thôi, nhưng mà khi chúng ta bảo hành ở đi nước ngoài cũng như là đi quốc tế thì sẽ có chỗ mà bảo hành của chúng ta. Đó, nếu mà có gặp cái sự cố gì, nhưng mà cái đó là hy hữu thôi, thì sẽ có tích vào, người ta sẽ tích vào, sẽ có thông số túi ngực cũng như là họ tên chúng ta, ngày tháng năm mà chúng ta làm. Thì đây là cái đặc điểm của cái con chip đó, thì nó không khác gì mấy, chỉ khác cho con chip thôi. Còn có một số bạn là sợ là đi qua hải quan á, em có nghe thông tin đó chưa? Mới kêu cái này là không có nha cả nhà. Đây, cái này là không có nha. Thì những khách làm ngực bên trung tâm bên mình thì đi qua hải quan, đi qua máy bay đều bình thường hết đó. Vết bầm có ảnh hưởng gì không vậy bác ạ? Bầm thì không sao nha em, cái này là chuyện bình thường.
cơ địa của bé này là hơi bầm một chút xíu thôi, nhưng mà vài ngày nữa thì sẽ hết ha. Chị này nâng ngực đường nào vậy anh? Chị này là nâng ngực đường nách nha em. Thì chị này chưa có gia đình cho nên là trung tâm khuyến khích cũng như là tất cả khách hàng đến đây thì ai cũng tư vấn là cái đường nách là cái đường được ưu tiên hàng đầu cho khách hàng lựa chọn nha. Đấy, xin chào 75 người đang xem nha. Đặt ngực nano chip thì giá bao nhiêu vậy? Xin chào Minh Thảo. Đặt ngực nano chip thì giá là 65 triệu đồng bao gồm thuốc, sơ hậu phẫu, chi phí bệnh viện và tặng cho em cái áo định hình ha. Thì, cho anh hỏi là em có được tặng áo định hình không? Đặt size thì bao nhiêu vậy anh? Đặt size này là một bên là 375, một bên là 355cc nha. Đẹp lắm, chúc mừng chị nha. Xin chào Lily Lê, Tim Tim cho bạn. Cảm ơn em rất là nhiều. Nâng ngực thì làm tại bệnh viện hả bác sĩ? Đúng rồi em, thì nâng ngực là làm bệnh viện thì chi phí là bên trung tâm là lo hết cho chúng ta luôn nha. Là giá là túi ngực cũng như là áo định hình là bên trung tâm sẽ tặng, cũng như là chi phí thuốc men bệnh viện thì bên trung tâm sẽ lo từ A đến Z cho chúng ta hết, không phát sinh chi phí nào hết ha. Thì bây giờ anh sẽ kết thúc livestream để cho bé này là các chỉ, còn đi về nữa thì đại diện bên trung tâm thì anh Nam chúc em là anh Tinh Tuyền ha, thì anh chúc em là ngày xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và với cái phông ngực, với cái dáng ngực mới thì em có thể tự tin là phụ nữ phải tự tin để làm những điều mình thích. Anh chúc em thành công trong cuộc sống ha. Dạ, cảm ơn anh. Em sau khi trải nghiệm dịch vụ trung tâm bên anh thì em có hài lòng dịch vụ bên anh không? Dạ, rất hài lòng. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái livestream tại đây cho bé khách hàng này các chị nha mọi người. Mọi người có câu hỏi nào thắc mắc cứ comment bên dưới hoặc inbox vào trang fanpage để được tư vấn và đặt lịch thì bên trung tâm sẽ trả lời chúng ta sau cái livestream này. Xin chào mọi người nha.